Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Tại huyện Mèo Vạc, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, các cơ quan, ban ngành, đơn vị phụ trách xã đã tới dự chung vui cùng các thầy cô giáo và các em học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, trường trung học phổ thông Mèo Vạc và liên trường xã Lũng Trinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015. Nhìn lại một năm học vừa qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Mèo Vạc đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện tiếp tục giữ vững chất lượng của trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp đạt 95%, chất lượng chuyển lớp đạt 97%, chất lượng học sinh khá giỏi đạt trên 46% và có 25 học sinh giỏi cấp tỉnh, 49 học sinh giỏi cấp huyện, luôn xứng đáng là lá cờ đầu về phong trào chất lượng giáo dục của huyện Mèo Vạc. Đối với trường trung học phổ thông Mèo Vạc, tỷ lệ học sinh 12 đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó có 7 em đỗ vào các trường đại học cao đẳng, có 5 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 14 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong năm học 2014-2015, nhà trường có 19 lớp với 666 học sinh ở các khối lớp 10, 11 và 12. Xã Lũng Trinh là một trong những địa phương có phong trào giáo dục tốt nhất của huyện Mèo Vạc. Các ban ngành đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp tốt trong công tác vận động và duy trì sĩ số học sinh. Tỷ lệ học sinh giáo viên giỏi cao hơn những năm trước, hoạt động ngoại khóa được đẩy mạnh, một số câu lạc bộ học sinh được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Trong năm học mới này, toàn ngành giáo dục của xã có 83 cán bộ giáo viên, 1.064 học sinh các bậc học. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2014-2015, các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc yêu cầu các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên phải tích cực học tập, nâng cao trình độ cả về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng với niềm tin của các cấp và các bậc phụ huynh học sinh. Sáng ngày 5 tháng 9, hơn 22.000 học sinh tại 83 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bắc Quang đã nô nức đến tựu trường và tham gia dự lễ khai giảng năm học mới. Ngay từ đầu năm học, huyện Bắc Quang đã chú trọng tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phòng giáo dục huyện đã tổ chức bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học cấp học, tổ chức tổng kết năm học 2013-2014, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, tổ chức cho các em ôn tập trong dịp hè với mục tiêu phấn đấu trong năm học 2014-2015 sẽ là năm học được nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở, bằng các nguồn lực, huyện Bắc Quang đã huy động trên 3 tỷ đồng tu sửa nhà lớp học, đóng mới bàn ghế, trang thiết bị dạy và học cho các trường, đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy và học tập trong các nhà trường. Để bắt đầu bằng cái việc phòng giáo dục đào tạo đã tham mưu cho ủy ban dân huyện chỉ đạo các xã thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn là tập trung vào rà soát các cái điều kiện về cơ sở vật chất để huy động các cái nguồn lực của nhân dân và các cái tổ chức xã hội để tu sửa trang thiết bị cơ sở vật chất cho các nhà trường. Đồng thời là phòng giáo dục cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện phân bổ cái nguồn kinh phí hỗ trợ bằng xi măng để tu sửa cho các cái điểm trường mầm non, và cho đến nay thì cái công tác chuẩn bị bước vào năm học mới 2014-2015 đã hoàn thành và đạt theo cái kế hoạch đề ra. Tại lễ khai giảng năm học mới của các nhà trường trên địa bàn, các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bắc Quang đã động viên thầy và trò các trường, ghi nhận sự nỗ lực của các thầy và trò các trường trong những năm học qua đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, thi đua dạy tốt học tốt, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển. Đồng thời mong muốn cán bộ quản lý và tập thể giáo viên các đơn vị trường học tích cực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục phát triển một cách toàn diện, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động 20 nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục của ngành. Đối với gia đình và cấp ủy chính quyền cơ sở, cần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, quan tâm hơn nữa về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Liên ba trường mầm non, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trường trung học cơ sở xã Thái An, huyện Quản Bạ đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 và đón Tết Trung thu 2014. Trong năm học qua, các cấp học trên địa bàn xã Thái An đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển giáo dục đề ra, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp tăng cao, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục chống mù chữ. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến trường đạt 98,2%.
6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ huy động trẻ từ 6 đến 14 tuổi đạt 98,6%, chuyển cấp đạt 97,7%. Có 60 cháu mầm non đạt danh hiệu bé chăm bé ngoan, 29 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp trường. Trong không khí tưng bừng của ngày khai trường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quản Bạ Lệnh Xuân Kiềm đã đánh trống chính thức mở đầu một năm học mới. Đồng thời nhấn mạnh, năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, thầy và trò các trường học trên địa bàn xã Thái An tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lệnh Xuân Kiềm và lãnh đạo Sở Y tế đã tặng quà cho 3 trường trên địa bàn xã Thái An. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quản Bạ Lệnh Xuân Kiềm đã tặng quà và dự lễ đón Tết Trung Thu, chung vui cùng thầy và trò liên 3 trường tại xã Thái An. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ Lệnh Thế Hội cũng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường Trung học Phổ thông Quản Bạ. Năm học qua, đội ngũ các thầy cô giáo và hơn 700 em học sinh trường Trung học Phổ thông Quản Bạ đã nỗ lực phấn đấu thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, triển khai tích cực việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cơ sở vật chất và các điều kiện giáo dục của nhà trường có nhiều đổi mới. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 8,4%, cao hơn năm học trước 3%. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 97%. Nhiều học sinh đã được xét tuyển đi học các trường chuyên nghiệp, 3 nhóm tham dự cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cấp tỉnh và đều đạt giải ba. Năm học tới, trường Trung học Phổ thông Quản Bạ sẽ tiếp tục triển khai các phong trào thi đua dạy và học, nâng cao chất lượng công tác đào tạo giáo dục, đổi mới công tác quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại tiến bộ. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ Lệnh Thế Hội ghi nhận biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được, đồng thời mong muốn toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên học sinh phấn đấu nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ đã trao giấy khen cho các thầy cô giáo và các em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học năm học 2013-2014. Cụm trường xã Yên Định, huyện Bắc Mê đã tổ chức khai giảng năm học mới 2014-2015. Trong năm học 2013-2014, Cụm trường xã Yên Định đã thực hiện tốt các việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo đã tạo sự chuyển biến về mọi mặt hoạt động của cụm trường. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục năm 2013, tỷ lệ chuyển lớp đạt 99%, chuyển cấp đạt 100%, có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện. 30 cán bộ quản lý và giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến cấp huyện. Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức thường xuyên, có tác dụng giáo dục hiệu quả. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Lê Mạnh Cường ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô giáo trong cụm trường xã Yên Định, đồng thời nhấn mạnh trong năm học mới, tập thể thầy cô giáo nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, cuộc vận động hay không của ngành giáo dục, tăng cường thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cùng với các nhiệm vụ đổi mới quản lý của các nhà trường. Tại cụm các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê cũng đã tổ chức khai giảng năm học mới 2014-2015. Năm học qua, cụm trường xã Minh Ngọc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trường mầm non được Bộ Giáo dục tặng bằng khen, có 9 giáo viên đạt thành tích lao động tiên tiến, 7 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường tiểu học đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, 16 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi trên 50%. Trường liên cấp trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có 25 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ chuyển lớp đạt 95%, chuyển cấp trung học cơ sở 100%, trung học phổ thông đạt 93%. Năm học 2014-2015, cụm trường xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê phấn đấu tiếp tục duy trì trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học tự sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, rèn luyện tính tích cực, chủ động của học sinh, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với 2 trường mầm non và tiểu học.
trường tiểu học thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Là trường tiểu học đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Minh được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nên trong năm học qua, nhà trường đã đạt được những thành tích nổi bật với tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số học sinh đạt 100%. Bước đầu khẳng định nhà trường đã thực hiện thành công chủ đề của năm học với phương châm học thật, thi thật, chất lượng thật. Tỷ lệ chuyển cấp chuyển lớp đạt tương đối cao, với số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp và học sinh giỏi tăng cao so với năm học trước. Bước vào năm học 2014-2015, thầy và trò nhà trường đã đề ra một số mục tiêu cụ thể, như mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đồng thời thực hiện nghiêm túc chủ đề của năm học, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, duy trì thật tốt sĩ số học sinh để đưa sự nghiệp giáo dục của thị trấn ngày càng phát triển. Đánh trống khai trường và trò chuyện với thầy trò trường tiểu học thị trấn Yên Minh nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của nhà trường trong năm học qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra. Ban Chỉ huy Quân sự phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang vừa tổ chức buổi gặp mặt tiễn các thanh niên trong phường nhập ngũ đợt 2 năm 2014. Tham gia nhập ngũ đợt này, phường Nguyễn Trãi được Hội đồng tuyển quân của thành phố giao 5 chỉ tiêu biên chế về đơn vị sư đoàn 316. Cho đến thời điểm này, các thanh niên đã hoàn thành việc khám tuyển và nhận được lệnh lên đường nhập ngũ. Do làm tốt công tác dân vận, các thanh niên trên địa bàn phường Nguyễn Trãi đều nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Khi các anh lên đường thực hiện nghĩa vụ của mình, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã gặp mặt, căn dặn và động viên các thanh niên vững chắc tay súng, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng cao cả để bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những món quà và lời căn dặn của cấp ủy, chính quyền phường Nguyễn Trãi sẽ tiếp thêm nghị lực để các thanh niên lên đường thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin yêu giao cho. Đại diện các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này cũng đã hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam. Hòa chung không khí Tết Trung thu trên khắp mọi miền đất nước, Ban chấp hành đoàn xã và ba đơn vị trường học của xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo huyện, các ủy chính quyền xã cùng các anh chị đoàn viên chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện. Trung thu năm nay, 1.350 cháu thiếu nhi học sinh của cả ba bậc học của xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc đã có một đêm hội thật vui nhộn và đầy ắp tình cảm. Chương trình vui Tết Trung thu được các trường của xã và chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện xây dựng ấn tượng bằng các chương trình đặc sắc như múa lân, múa hát rước đèn, những bài hát về chú Cuội và chị Hằng, tiết mục đơn ca cùng các trò chơi vui nhộn. Chia vui đêm Trung thu với các em, các đồng chí lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã Lũng Pù. Việc tổ chức Tết Trung thu hàng năm cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhằm đem đến một đêm hội trăng rằm ấm cúng ý nghĩa, đồng thời kết nối các cháu gần gũi nhau hơn. Đây là sân chơi bổ ích khuyến khích cho các cháu thể hiện tài năng năng khiếu của bản thân, qua đó phát huy những tố chất này trong học tập cũng như phát triển tài năng trong tương lai. Để đảm bảo cho toàn bộ diện tích vụ ngô hè thu phát triển tốt, đạt sản lượng năng suất cao, trong những ngày này bà con nông dân xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên đang tập trung bón phân làm cỏ cho vụ ngô hè thu. Vụ hè thu năm nay, xã Ngọc Linh trồng 99 ha diện tích ngô. Đây cũng là xã có diện tích ngô lớn của huyện Vị Xuyên, chủ yếu được bà con gieo trồng bằng các giống ngô lai như NK4300, NK66 và CP989. Đến nay, toàn bộ diện tích ngô hè thu của xã đang phát triển tốt, bà con trong xã tập trung làm cỏ bón phân. Đây là khâu quan trọng quyết định cho sản lượng năng suất nên đã được bà con quan tâm chăm bón đầy đủ. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân ở các thôn bản của xã Ngọc Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực về tư duy nhận thức trong cách làm. Hầu hết các mùa vụ đều được bà con thực hiện tốt với các khâu làm đất, gieo cấy bằng các loại giống ngô lai có năng suất cao. Đặc biệt việc gieo trồng theo đúng thời vụ và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nên trong những vụ mùa qua, xã liên tục tạo ra những vụ mùa vàng bội thu, góp phần nâng cao mức sống cho nhân dân cũng như sản lượng lương thực hàng năm của huyện Vị Xuyên được tăng lên. Trong những năm qua, công tác chăn nuôi trên địa bàn huyện Yên Minh được thực hiện thông qua nhiều chương trình, nhưng tốc độ tăng đàn và chất lượng của đàn trâu bò còn chưa xứng với tiềm năng lợi thế của huyện. Giống trâu bò của huyện chưa tốt, dẫn đến trâu bò đang có hiện tượng giao phối đồng huyết và bị chọn lọc ngược, dẫn đến tầm vóc đàn trâu bò có chiều hướng giảm sút. Chính vì vậy, phương án cải tạo đàn trâu bò của huyện Yên Minh sẽ thực hiện thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu bò cái sinh sản, thiến trâu, bò cóc, bình tuyển trâu, bò đực giống đủ tiêu chuẩn. Huyện đã thành lập các tổ triển khai tập huấn cho các hộ nuôi bò tại các xã thị trấn. Từ đầu năm đến nay đã mở được 12 lớp tập huấn với 480 người tham gia,
đồng thời chỉ đạo các xã tiến hành rà soát số trâu bò cóc để thực hiện thiến và bấm thẻ tai những con được giống đủ điều kiện. Để nâng cao hiệu quả chương trình cải tạo đàn trâu bò, ngoài chính sách hỗ trợ, huyện Yên Minh cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về lợi ích của việc cải tạo đàn gia súc, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trâu bò, xây dựng mối liên kết giữa người chăn nuôi và người đầu tư để tạo thuận lợi cho sản xuất tiêu thụ. Phương án cải tạo đàn gia súc không chỉ cải thiện được tầm vóc đàn trâu bò địa phương, tránh xảy ra tình trạng đồng huyết dẫn đến chậm phát triển mà còn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Bản tin cơ sở tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.